Xin chào các bác nhé, em lên sóng giới thiệu các bác con iRobot Roomba i7. Cái dòng iRobot Roomba i7 này nó thừa hưởng cái công nghệ hiện đại, có thể nói là tiên tiến nhất tại cái thời điểm nó ra mắt, thừa hưởng công nghệ của cái dòng 980 phát triển lên. Thiết kế mẫu mã máy đẹp, pin tốt, hút khỏe, sạch, nhiều công nghệ hấp dẫn ở bên trong máy. Con này thì trước khi giới thiệu thì em được qua số điện thoại bên em đây. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ cho em theo hai số điện thoại này nhé. Có Zalo. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên em để cập nhật những cái clip mới nhất. Một cái con i7. iRobot Roomba i7. Tình trạng máy em nhập về rất là đẹp, toàn là hàng chọn thôi nhé. Thời gian chạy của máy thì khá là ít thôi, không nhiều. Mã số 1, em bán 5,5 triệu, bảo hành 3 tháng cho các bác. Mặt mũi các bác còn rất là mới nhé, đẹp, hình thức, hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn. Roomba i7, nếu mà nói về các bác yêu công nghệ thì i7 không phải nghĩ gì về chất lượng nữa rồi. Về công nghệ của nó thì nó rất là nhiều công nghệ rồi. Con này sản xuất năm 2020. Hai quả du lô là zin nhé. Chổi thay mới này, bánh xe này, đây là hộp rác. Con này thì em sẽ tặng kèm các thêm một chổi và một lọc rác nhé. Về cái công nghệ của i7 thì nó có cái gì? Các bạn mua i7 thì máy thì đi kèm một máy này, một đế sạc. Các bác kết nối app điện thoại. Riêng con này thì các bác có thể vẽ được 10 cái bản đồ. Vẽ cái bản đồ thì nó như nào? Ví dụ là nhà các bác là rất nhiều các cái đồ rích rắc như thế này. Thì các bác lập trình, lập trình trên app. Nếu mà mình muốn nghịch ngợm, mình lập trình trên app. Mình cho nó chạy một lần đi thì lần sau đúng cái phòng đấy mình bấm. Cái phòng đấy thì nó sẽ chạy và nó tránh được những cái chỗ nhấp nhô ra, cái đồ vật ra. Đấy là một thiết kế bản đồ của nó. Đây, rồi nó có camera này. Này nhé, mắt camera này. Đây, toàn bộ ba phím này là phím cảm ứng, kết nối điện thoại luôn. Con này thì nó kết nối vào cái dòng chuyên lau này. Này, mở ra và chuyên lau. Nếu mà khi mà các bác có một bộ đôi này, mình có thể thiết lập trên app chạy hết con này, hút xong và thiết lập con kia để chuyển đến lau. Đấy, đấy nó là cái kết nối hay của cái dòng này. Công nghệ của nó hiện đại. Em bấm. Chạy rất là êm ái, hút khỏe. Cho nó chạy thử các bác nhá. Bọn này thì nó chạy theo hàng theo lối rồi, nó là công nghệ hiện đại. Hút cực sạch luôn. Gầm giường, gầm tủ, gầm ghế, bụi mịn ở sàn nhà. Đấy. Tiếng kêu của nó rất là êm ái nhé. Quay đầu sẽ đi theo hàng lại. Các bạn nào có nhu cầu chốt con này alo em nhé. Đi vậy. Kia gặp chứng ngại vật thì nó quay đầu và nó đi theo hàng. Bọn này thì nó cao cấp rồi. 5,5 triệu. Con này mới rất là đắt đấy ạ. Mới 15-17 triệu thôi các bạn. Hết pin từ việc sạc. Nói chung là công nghệ hiện đại, không chê vào đâu được rồi. Chỉ chờ các bác là xuống tiền thôi. Pin tốt, zin, cảm biến chống rơi cầu thang. Các bác nhé, đây, chế độ chạy hút vòng quanh một chỗ. Vòng quanh một chỗ luôn. Hút những cái chỗ bụi bẩn. Ví dụ là khu vực nhà mình, chỗ đấy nó bẩn thì các bác cho nó hút di đi di lại. Đấy, nó di lại khu vực đấy. Đấy, quay đi qua lại đấy nhé.
chạy thử cảm biến chống rơi cầu thang trên cái bàn này các bác nhé. Đấy, đến các cái mép cầu thang thì nó tự động nó dừng. Chạy trong khung này nhé. Nó sẽ đi theo từng hàng vậy thôi. Bây giờ đây, khi mà các bạn đặt nó như này, ví dụ mình đặt nó như thế này, dọc như này nhá, chạy theo hướng vuông của đốc sạc đấy các bác, của đốc sạc chạy đến kia nó quay lại. Để, nó đi rất là vuông vắn luôn, tăng cái tốc độ hút nhanh lên gấp nhiều lần so với các model khác. Và con này bán 5,5 triệu các bác nhé. Hàng tuyển chọn đẹp, VIP, các bác hàng chốt alo xem. Cảm ơn các bác.